Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu một tính năng mới của Raytech được tích hợp lên các dòng 300B 2960 3009, đó là tính năng tự động chuyển like khi tham binh bị cao. Đây là một tính năng mới được tích hợp trong firmware cộng băng thông, được cập nhật ở trên trang cộng băng thông.mfast.vn. Các bạn có thể lên đó và download cái firmware đó và các bạn có thể dùng thử. Sau đây mình sẽ demo cho các bạn thấy tính năng đó sẽ hoạt động như thế nào. Đầu tiên các bạn ở đây mình đã cấu hình cộng băng thông và load partition cộng băng thông mới nên mình chọn là session bay. Các bạn có thể tham khảo cách cấu hình ở các bài trước. Rồi bây giờ mình sẽ bình tới trang, ở đây mình sẽ demo cho các bạn là trang Facebook. Bạn có biết vì sao mà time lại có là một cái là 199, một cái là 42? Đây là chức năng session bay cộng băng thông, nên khi sử dụng một dịch vụ nào đó thì nó sẽ đi ra bằng hai WAN, và ở đây các bạn sẽ thấy hai đường truyền với hai WAN binh sẽ không giống nhau. Đó là tính năng rất hay của session bay. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình. Đầu tiên chúng ta vào Object Setting tạo một cái dịch vụ. Ở đây mình sẽ tạo một dịch vụ, ở đây là phải trang Facebook. Khi chi cập đến Facebook, bên nào tốt sẽ ưu tiên đi qua đó. Các bạn vào Routing, Policy Routing, bằng F1 Enable. Ở đây mình cái rule thứ nhất mình sẽ chọn là Facebook đi trên WAN 1, mình sẽ ghi là Facebook WAN 1. Rồi mình chọn Object là Facebook Destination. Rồi, có nghĩa ở rule này có nghĩa là khi mình đi ra một trang Facebook nó sẽ tự động đi WAN 1, và mình chọn WAN Target ở đây là một trang mình sẽ bình tới là trang facebook.com. Latent Rate thì mình sẽ chọn là trên 100. Có nghĩa ở đây là khi binh đến cái trang www.facebook.com mà time trên 100 thì nó sẽ nhảy qua một cái rule thứ hai. Các bạn ở đây các bạn thấy do rule thứ hai của mình là đợi không có rule thứ hai nên nó sẽ chọn là default rule, thế là session bay, nên các bạn thấy binh nó gì. Bây giờ mình sẽ chọn IP bay cho các bạn dễ thấy điều đó. Thấy cái điều mà nó WAN SD, hiện tại mình chỉ cấu hình cho nó là Facebook đi WAN 1, thì các bạn có thấy là WAN 1 hiện tại là nó là 199, là hiện tại đi trên WAN 1. Bây giờ mình sẽ tạo một cái rule thứ hai cho nó đi trên WAN 2, Facebook WAN 2. Object mình sẽ chọn là Facebook. Khi WAN thứ nhất, khi rule thứ nhất bị điều kiện ở đây là bên tới trang facebook.com, do time của nó trên 100 nên nó sẽ tự động nhảy qua rule thứ hai. Nên bây giờ mình sẽ tạo rule thứ hai, các bạn sẽ thấy nó sẽ đi qua rule thứ hai như thế nào trên WAN 2. Đây. Khi nó thỏa điều kiện đó thì nó sẽ nhảy qua rule thứ hai và bin sẽ bu rule thứ hai rất là thấp và giúp cho các bạn đi Facebook rất là nhanh. Một điều lưu ý nữa của chức năng policy route ở đây là khi bạn chuyển đổi WAN này sang WAN nọ, nó sẽ không làm bị mất gói. Và bây giờ mình sẽ tắt cái rule thứ hai thì hiện tượng sẽ ra bây giờ nó sẽ đi lại rule thứ nhất và bin sẽ là lên tới 199. Rồi bây giờ mình sẽ enable lại rule thứ hai cho các bạn. Rồi các bạn sẽ thấy rất là tuyệt vời và không bao giờ bị mất gói, điều rất là hay. Ở đây mình sẽ giải thích ở WAN 1 như thế này. Khi mà các bạn sử dụng WAN target, ở đây là mình trang www.bin và bin điều kiện thỏ ở trên đây là trên 100,
thì nó sẽ tự động thực và rule 2 sẽ được thực thi. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một tính năng đó là fallback. Ở đây fallback có nghĩa theo đại khái mình nói cho các bạn dễ hiểu là khi rule thứ nhất không thỏa được điều kiện, nó sẽ nhảy qua rule thứ hai. Nhưng trong trường hợp rule thứ hai vẫn không thỏa được điều kiện đó, nó sẽ tự động trở lại qua rule thứ nhất và chạy. Ở đây ví dụ do quanh một của nó ở trên rule 1, do binh điều kiện mình là trên 100 và nó là binh tới 190 mấy đến 200 nên nó sẽ tự động nhảy qua quanh 2. Trong trường hợp quanh 2 mình chạy tốt thì nó vẫn ok, nó vẫn chạy. Nhưng trong trường hợp là đột ngột cái quanh binh 2 của mình, binh Facebook nó nhảy hơn 100 so với điều kiện mình đặt ra thì nó sẽ tự động quay lại quanh nhất và nó sẽ chạy. Chờ chừng nào quanh 2 của bạn ổn định dưới 100, binh tham dưới 100 thì nó sẽ trở lại quanh 2 của bạn để hoạt động bình thường. Các bạn không hiểu hoặc không hoặc có thắc mắc, các bạn có thể viết comment phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn. Vui lòng các bạn đã xem, vui like and subscribe để đón nhận các video mới của mình. Xin chào và tạm biệt.